hội phụ nữ mùng 8 tháng 3 của nhà trường Công đoàn trường Trung học cơ sở thị trấn Nhâm Hưởng số 2 chưa ạ? Nếu quý vị đã sẵn sàng, hãy để một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng, xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đoàn viên của trường Trung học cơ sở thị trấn Nhâm Hưởng số 2. Thưa toàn thể quý vị, chương trình văn nghệ chào mừng giao lưu gặp mặt dâu rể kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 của nhà trường Công đoàn trường Trung học cơ sở thị trấn Nhâm Hưởng số 2 xin phép được bắt đầu. Và lời đầu tiên xin được gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi giao lưu gặp mặt thành công, rực rỡ và đầy ý nghĩa. Và ngay sau đây, để mở đầu cho chương trình văn nghệ chào mừng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng đến với màn dân vũ đến từ các đồng chí là đoàn viên công đoàn của nhà trường. Xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Xuân đầu tiên sáng tác Văn Cao biểu diễn Thanh Thúy, mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, lời đầu tiên cho tôi phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể các chị em lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, chúc buổi gặp mặt giao lưu dâu rể hôm nay được thành công tốt đẹp. Sau đây xin gửi tới các quý vị bài hát Mùa Xuân Đầu Tiên.
ơn các quý vị. Nối tiếp chương trình, xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng đến với bài hát Mùa Xuân Trên Quê Hương, sáng tác Hoài Mai, biểu diễn Tam Ca Nữ. Trần Tiến, biểu diễn Xuân Thành, mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe.
chương trình là bản Make Up Sinh Tươi Việt Nam và Triệu Đó Hoa Hồng, với sự thể hiện của Mỹ Hạnh cùng với top phụ họa áo dài. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chào tổ chức hai với bài hát được mang tên Chiều Gió Hò Hồn. Đó là những bông hoa đẹp nhất, tươi thắm nhất đang ngồi cạnh toàn thể quý vị, cũng như đang hiện diện trong giữa cuộc đời của mỗi chúng ta, chính là những bông hoa tiểu điểm to cho cuộc sống, điểm to cho hạnh phúc. Và những bông hoa ấy không ai khác chính là những người giữ ngọn lửa của tình yêu, những người phụ nữ trung hậu và đảm đang. Và một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng dành những tràng pháo tay tuyệt vời nhất đến những người phụ nữ thân yêu của mình. Xin mời. Và thưa toàn thể quý vị, với bài hát được mang tên Triệu Đó Hồng, xin phép được khép lại chương trình văn nghệ chào mừng ở đây. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những chương trình chính. Xin chào quý vị.